Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Hoàng Nam xin được gửi lời chào tới ông bà mục sư cùng tất cả quý con cái Chúa tại hội thánh của chúng ta ở đây. Trước hết thì cho Hoàng Nam được dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa luôn gìn giữ và ban phước cho vợ chồng Hoàng Nam rất là nhiều trong đời sống của mình mỗi ngày. Càng tấn tới trong ân điển Chúa và được có cơ hội được dùng giọng hát cũng như tất cả những gì mình đang có để hầu việc Chúa, tổ chức nhiều những chương trình truyền giảng ở khắp nơi và được phước từ nơi Ngài rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm và cũng cảm ơn ông bà mục sư đã cho Hoàng Nam có cơ, Hoàng Nam và vợ Hoàng Nam là Tina Ngọc Nữ được đến với hội thánh ngày hôm nay để được làm chứng về tình yêu Chúa và được tôn ngợi Chúa. Và thông qua sự giới thiệu của em Hùng, cũng là một người em trong Chúa mà Hoàng Nam đã biết bấy lâu nay và nhiều lần muốn đến với hội thánh mình rồi nhưng mà cũng chưa có dịp nào. Nhưng nhân dịp này hai vợ chồng từ Vancouver, Canada qua đây thì có công việc ở đây thì mới nói với em Hùng để xin được nối kết với mục sư để có cơ hội được đến đây, được tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa và chia sẻ về những gì Chúa đã làm trên đời sống của hai vợ chồng Hoàng Nam và Tina. Thời gian thì không có nhiều nhưng mà Hoàng Nam cũng vẫn ước ao là được chia sẻ một chút về những gì Chúa đã làm trên đời sống của hai vợ chồng. Vừa rồi thì tụi em vừa mới làm chứng và hát tôn vinh Chúa tại hội thánh ở dưới LA, hội thánh của mục sư Tiếu. Và rất là phước hạnh, cảm ơn Chúa, hội thánh rất là nhỏ nhưng mà thật là rất nhiều tình yêu thương. Và giờ phút này lại đến với hội thánh của chúng ta nữa. Và vừa rồi những bài hát, những lời dẫn dắt của anh Bảo ở trên kia và tất cả chúng ta cùng hòa lòng để tôn ngợi Chúa thì đã đụng chạm lòng của vợ chồng Hoàng Nam rất là nhiều vì thấy được tình yêu của Chúa thật là lớn lao trên đời sống của mỗi chúng ta, phải không quý vị? Hoàng Nam là xin được chia sẻ sơ qua đây, có thể có một vài quý vị biết nhưng có thể có những người gặp lần đầu không biết cặp vợ chồng này là ai. Thì Hoàng Nam xin được chia sẻ là Hoàng Nam là một tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng tại Sài Gòn. Và Hoàng Nam mới tin Chúa được 11 năm thôi. Có lẽ là nếu so với nhiều cô chú ở đây thì 11 năm không là gì cả. Có những người đã tin Chúa cả 50 năm và cả một cuộc đời đi theo Chúa. Nhưng mà đối với riêng trải nghiệm của Hoàng Nam thì đối với Hoàng Nam, Hoàng Nam nghĩ rằng 11 năm có thể là một khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn. Hoàng Nam nghĩ rằng sẽ là rất dài nếu như 11 năm đó mình đi nhà thờ mà đến với Chúa mỗi chủ nhật chỉ như là một lễ nghi tôn giáo mà thôi. Và đến ngắm Chúa từ xa, nhìn Chúa từ xa và không thực sự nối kết với Chúa và cũng không thực sự cảm nhận được tình yêu thương của Chúa trên đời sống của mình là thế nào. Nhưng Hoàng Nam nghĩ rằng sẽ rất là ngắn nếu như 11 năm đó chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng và gặp được Chúa. Và chắc chắn quý vị sẽ giống Hoàng Nam, sẽ phải thốt lên rằng là Chúa ơi, ước gì con được biết Chúa sớm hơn. Và Hoàng Nam được đến với Chúa tại nhà thờ Trương Minh Giảng qua một người anh giới thiệu và dẫn đến trong một buổi truyền giảng mà như chúng ta vẫn làm thường kỳ. Và ngay ngày đầu tiên đó thì Hoàng Nam đến, Hoàng Nam đã bước lên tiếp nhận Chúa. Nhưng mà tiếp nhận Chúa không phải là bởi vì Hoàng Nam thực sự muốn tìm kiếm Chúa, mà Hoàng Nam tiếp nhận Chúa lúc đó là bởi vì cái người anh dẫn Hoàng Nam đến, anh rất là giàu có. Anh có 3 căn nhà và mấy cái xe hơi. Và lúc đó mình là ca sĩ nghèo, nhìn mặc đồ đẹp, tóc dựng ngược vậy thôi. Chứ mình vẫn là một ca sĩ người phải đi thuê nhà và phải đi từng show diễn mỗi tối để kiếm tiền. Hoàng Nam là người Hà Nội và vào Sài Gòn lập nghiệp. Chính vì thế Hoàng Nam nghĩ rằng là trước đây mình là người theo đạo Phật. Hoàng Nam theo đạo Phật trước đây và cả gia đình theo đạo Phật. Thì nghĩ rằng là trước đây mình đi chùa để mình kiếm phước. Và bây giờ mình thay đổi là mình đến nhà thờ nghe giảng, tìm phước. Ở đây biết đâu mình thay đổi, mình được hơn. Và Hoàng Nam cứ cầu nguyện hoài, nhưng mà tất cả những lời cầu nguyện của Hoàng Nam đều không được Chúa nhậm lời. Và những lời cầu nguyện của Hoàng Nam thì đều rất thực dụng, chỉ là xin Chúa ban cho con nhiều tiền, xin Chúa ban cho con mua được nhà, xin Chúa ban cho con nhiều show diễn và lấy được vợ đẹp. Bởi vì trước đây khi mình đi chùa mình cũng cầu nguyện y chang như vậy. Và mình cứ nghĩ là mình đến nhà thờ mình cũng sẽ cầu nguyện như vậy. Mặc dù Hoàng Nam có học Kinh Thánh, mặc dù Hoàng Nam có học lời Chúa, nhưng mà cái mục đích của mình đến với Chúa nó đã sai từ ban đầu quý vị. Nên thành ra là mình lúc nào mình cũng cầu nguyện xin những cái thứ vật chất trong cuộc đời này. Và một năm đầu tiên khi Hoàng Nam đến nhà thờ học lời Chúa, cầu nguyện và chẳng cảm nhận được Chúa gì cả. Và cũng chính vì cái sự cầu nguyện không được nên quay ra bắt đầu trách Chúa rằng là không biết là có thật có Chúa trong đời sống mình không nhỉ? Hay là người ta nói bình an trong Chúa, phước hạnh lắm, sao mình tin Chúa mình chả thấy điều đó? Và Hoàng Nam đã rời xa nhà của Chúa mất một năm.
nó không đi nhà thờ nữa. Họ nằm ở nhà và nói rằng thôi thì từ trước giờ đời sống mình đã sống trước đây, mình đã tự lo đời sống mình, thì bây giờ mình cũng sẽ như vậy. Không mất công mình cứ cầu nguyện xin hoài mà không được, rồi đã quay ra lại trách Chúa nữa. Nên là Hoàng Nam nghĩ là mình sẽ nghỉ ở nhà để mình đọc Kinh Thánh và mình cầu nguyện mỗi ngày, khỏi cần đến nhà thờ. Nhưng mà quý vị, điều đó không được. Một hòn than mà không gần các hòn than khác thì nó chóng lụi tàn lắm, phải không ạ? Và các anh em trong Chúa không gần gũi nhau và cùng nhau khích lệ nhau thì sẽ chắc chắn là mình sẽ xa rời Chúa. Và Hoàng Nam chỉ mới vài tuần thôi là đã không còn cầu nguyện và không còn đọc Kinh Thánh nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái tình cảm anh chị em ở trong nhà thờ với nhau rất là tuyệt vời. Và sau này khi Hoàng Nam được biết rằng là một năm Hoàng Nam không đi nhà thờ, nhưng cứ mỗi nhóm cầu nguyện, mỗi buổi cầu nguyện họ đều đọc tên Hoàng Nam và cầu nguyện và đổ nước mắt cho Hoàng Nam để xin Chúa đụng chạm lòng và xin Chúa hãy kéo Hoàng Nam quay trở lại. Thì Hoàng Nam mới thấy rằng tình cảm của anh chị em trong Chúa đôi lúc còn tuyệt vời hơn cả tình cảm trong gia đình nữa, vì gia đình của mình đôi lúc còn không bao giờ đổ một giọt nước mắt nào cho mình. Nhưng mà những anh chị em trong Chúa chỉ là những người tại nhà thờ, nhưng mà chúng ta cùng là những con cái chung một dòng huyết của Cha trên trời, phải không ạ? Hoàng Nam cảm nhận điều đó và Hoàng Nam quay trở lại với Hội Thánh. Và cảm ơn Chúa là Hoàng Nam đi nhà thờ 5 năm, mà đến năm thứ 5 Hoàng Nam mới thực sự được kinh nghiệm Chúa, là bởi vì câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33: trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho con mọi điều khác nữa. Và câu Kinh Thánh đụng vào lòng Hoàng Nam mới chợt nhận ra rằng trước đây 5 năm rồi mình đi tìm kiếm, mình đến nhà thờ mình chỉ tìm kiếm tiền không à. Mình chưa bao giờ thực sự đặt mục tiêu là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời Chúa và tìm kiếm để gặp được mặt Ngài. Và lúc đó Hoàng Nam được Chúa đụng chạm trong lòng rất dữ dội. Và Hoàng Nam quỳ gối xuống cầu nguyện. Đó là lần đầu Hoàng Nam qua Canada năm 2011. Hoàng Nam được đến với Hội Thánh Chúa tại đó. Họ mời Hoàng Nam qua với những chương trình truyền giảng. Và Hoàng Nam được Chúa nhắc nhở dữ dội trong lòng rằng mình tin Chúa 5 năm, nhưng mà mình không được như những anh chị em ở đây. Họ cầu nguyện, học lời Chúa một cách kĩnh kiềng, và họ đổ hết tấm lòng của họ khi họ đọc lời Chúa và họ dâng lời cầu nguyện với Chúa, chứ không chỉ bằng môi miệng như mình 5 năm qua. Hoàng Nam cầu nguyện với Chúa, hát ca ngợi Chúa trong 5 năm đó, nhưng mà thật sự không có tấm lòng thực sự yêu mến Chúa và tìm kiếm Chúa ở trong lòng. Cái đó chỉ có mình biết thôi, không ai biết cả. Nhưng mà đến lúc Chúa đụng chạm vào lòng mình, câu Kinh Thánh đụng chạm vào lòng mình, thì Hoàng Nam dâng quỳ gối xuống. Hoàng Nam đến lúc đó ở nhà mục sư, Hoàng Nam quỳ gối xuống cầu nguyện với Chúa và hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, sao con không được giống những anh chị em này? Con tin Chúa 5 năm nhưng mà con không thấy con có tấm lòng như vậy, như họ đến với Chúa. Và Chúa nhắc nhở trong lòng Hoàng Nam rằng: hãy dâng tất cả những tội lỗi của con cho ta. Và Hoàng Nam chợt ngạc nhiên rằng là sao lại tội lỗi? Chúng ta tin Chúa, chúng ta quỳ gối ngay ngày đầu tiên tin Chúa là chúng ta đã nói với dâng Chúa tất cả các tội lỗi và Chúa tha thứ mọi tội lỗi rồi mà, phải không ạ? Nhưng mà Chúa muốn Hoàng Nam kể từng tội và từng tên của từng cái tội. Lúc đó Hoàng Nam mới nhớ ra rằng mình có những cái tội mà sống để bụng chết mang theo. Bởi vì chúng ta không dám nghĩ đến tội đó nữa, vì cái tội đó chỉ nghĩ thôi đã quá dơ dáy rồi. Nên thành ra mình không dám nghĩ đến. Và cứ mỗi lần cầu nguyện với Chúa là mình lờ lờ đi, mà mình nói chung chung rằng là con dâng hết tội lỗi cho Chúa, Chúa tha thứ cho con. Nhưng Chúa muốn Hoàng Nam đọc từng tên và từng tội. Đây là kinh nghiệm cá nhân của Hoàng Nam thôi nha. Và ngay giờ phút đó Hoàng Nam đọc từng tội của mình ra dâng cho Chúa, thì bỗng nhiên một sự bình an ngập tràn tuôn đổ trong lòng của Hoàng Nam mà chưa bao giờ 5 năm trước đây Hoàng Nam kinh nghiệm được. Chưa bao giờ 5 năm trước đây Hoàng Nam cầu nguyện, Hoàng Nam thấy được điều đó. Và Hoàng Nam cứ nghe rằng là tin Chúa phước hạnh lắm và bình an lắm, và chưa bao giờ cảm nhận. Nhưng ngay giờ phút đó Hoàng Nam dâng từng tội của mình cho Chúa, những tội sống để bụng chết mang theo đó cho Chúa, thì sự bình an ngập tràn của Chúa tuôn đổ trong lòng của mình. Và cái ống dẫn phước hạnh mà của Chúa đến với mình đó, trước đây nó bị nghẹt ngòi bởi những tội lỗi đó, thì giờ phút này được khai thông bởi vì mình dâng cho Chúa, và dòng huyết Chúa xóa sạch những tội lỗi đó cho mình. Và Hoàng Nam được kết nối với Đấng Thiên Thượng là Cha yêu thương. Và từ lúc đó, ngay giờ phút đó Hoàng Nam dâng cho Chúa. Chưa bao giờ mình cầu nguyện rằng: Chúa ơi, con muốn dâng đời sống của con cho Ngài, xin Chúa hãy sử dụng con như một chiếc bình trống không, Chúa hãy rót đầy vào trong lòng của con, Chúa hãy sử dụng con để cho con được kết quả cho Chúa, và con được hầu về Chúa một cách nhiều hơn, tốt đẹp, kết quả hơn cho Ngài. Và khi tấm lòng của chúng ta dâng cho Chúa thật sự đó quý vị, thì bắt đầu từ lúc đó, tháng 10 năm 2011, Chúa sử dụng Hoàng Nam trong công việc
truyền bá, nói về phúc âm của Chúa và làm chứng về Chúa một cách mạnh mẽ cho tất cả những người nào Hoàng Nam gặp, tất cả những người bạn của Hoàng Nam, những người fan đi xem Hoàng Nam hát, và cả những người mà Hoàng Nam chưa từng biết bao giờ mà gặp họ lần đầu tiên. Trước đây bảo nói về Chúa, Hoàng Nam không biết nói gì. Cứ mỗi lần lên hát ca ngợi Chúa, họ bảo Hoàng Nam rằng cháu làm chứng vài câu đi rồi hát. Thực sự trong lòng Hoàng Nam lúc đó nghĩ là mình không có gì để làm chứng, không biết nói cái gì cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến giờ phút này thì Hoàng Nam, nếu mà mời Hoàng Nam hát ca ngợi Chúa, Hoàng Nam không chỉ hát không được mà Hoàng Nam phải nói về tình yêu của Chúa. Bởi vì tình yêu của Chúa quá lớn trên đời sống của Hoàng Nam và vợ chồng Hoàng Nam, nên Hoàng Nam không thể nói ra, không thể không nói ra, và không thể chia sẻ tình yêu Chúa đó cho nhiều người. Và cảm ơn Chúa, trong thời gian Hoàng Nam đến Toronto đó thì có chia sẻ được gần 20 bạn trẻ là du học sinh tại vùng Toronto đó, là những người fan đi coi Hoàng Nam hát. Và Hoàng Nam chia sẻ về Chúa cho họ và dẫn họ đến nhà thờ và lập ra một nhóm du học sinh tại vùng Toronto. Cảm ơn Chúa về điều đó, và Hoàng Nam thấy Chúa sử dụng mình thật là nhiều trong đời sống. Và còn kết hợp Hoàng Nam với Tina Hoàng Nữ là một người cô gái sinh ra, sinh trưởng, lớn lên tại Canada, mang hai dòng máu Việt Pháp. Và Hoàng Nam không bao giờ nghĩ rằng Tina lại là một người cùng với mình đi hầu việc Chúa trong tương lai, và Chúa cho hai vợ chồng có giọng hát để mà đi khắp nơi ca ngợi Chúa. Đó là điều Hoàng Nam cảm tạ Chúa vô cùng. Và một lát quý vị sẽ nghe những lời chứng của vợ Hoàng Nam và tại sao tụi em lại có cơ hội được đến với nhau và Chúa sử dụng tụi em thế nào. Giờ phút này xin quý vị cùng hòa lòng với một bài hát dựa theo Thi Thiên 23: Dù đi trong chúng bóng chết, con cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa luôn ở cùng con. Xin quý vị cùng hòa lòng với ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời, dâng lên cho Chúa. Tôi chẳng vẫn vương u sầu, dầu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dầu trông gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi, tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát, đồng cỏ tươi, và trong nơi an vui mẹ nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công bình. Jehovah, Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, đón lũy muôn đời, Ngài là nơi đông có Ngài là nơi mẹ nước an vui. Chúa ơi, hạnh phúc muôn đời, trọn đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi, trọn đời tôi thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời. Thank you.
Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, đốt hủy buồn đời, Ngài là nơi đông ngõ xanh tươi, Ngài là nơi mẹ nước an vui. Chúa ơi, hạnh phúc buồn đời, trọn đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi. Trọn đời tôi thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời. Tôi sẽ ở. Cô chú các anh chị hát cùng Hoàng Nam câu này nhá. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời. Hallelujah. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, phải không ạ? Cảm ơn Chúa vì mỗi chủ nhật chúng ta được đến nhà của Chúa, được nghe lời của Chúa, được tôn ngợi Chúa và chia sẻ về tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hoàng, vợ chồng Hoàng Nam thì cứ đi diễn ở nơi nào, ngày chủ nhật cũng tìm cách liên hệ hội thánh tại đó để dành những thời gian mình có được để có cơ hội được chia sẻ tình yêu Chúa và được hát tôn ngợi Chúa. Và Hoàng Nam được đến với Thánh Chúa ở đây buổi chiều hôm nay và buổi sáng hôm nay, Hoàng Nam nhận lãnh được rất là nhiều điều. Và tình yêu thương ở trong Chúa của các anh chị em càng khiến cho mình thêm lên thấy được là Chúa luôn luôn chăm sóc mỗi người của chúng ta, không cách này cũng cách khác. Chúa gìn giữ và bảo vệ và ban ơn cho mỗi chúng ta nếu như chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa và thực sự đến với Ngài hết lòng. Con người chúng ta thì nhìn vào bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn vào tấm lòng của mỗi chúng ta. Và chúng ta hãy dâng cho Chúa tấm lòng của chúng ta. Đó là điều mà Chúa mong muốn. Và giờ phút này thì Hoàng Nam xin được mời bà xã number one của em, Tina Ngọc Nữ. Vâng, lúc Hoàng Nam gặp Tina đó, Tina là một người chưa biết Chúa, quý vị. Và trước đây em cầu nguyện xin Chúa cho em một người vợ. Thì Hoàng Nam cứ nghĩ rằng là người vợ mà Chúa chọn cho mình chắc hẳn phải là một cô gái đạo dòng, từ bé đến lớn trong nhà thờ và giỏi kinh thánh lắm. Nhưng mà khi gặp Tina thì Tina lại không biết Chúa, nên Hoàng Nam nghĩ rằng chắc hẳn đây không phải người Chúa chọn cho mình đâu. Nhưng mà khi mà nghe Tina chia sẻ về đời sống thì Hoàng Nam mới thấy rằng là cho dù đây không phải là người Chúa chọn thì cô gái này cũng cần phải có Chúa. Nhìn cô ấy xinh đẹp, dễ thương vậy nhưng mà trong lòng có rất là nhiều điều, nhiều những cái nỗi đau mà không chia sẻ được với ai cả. Và Nam tin rằng nếu như Tina được biết Chúa thì chắc chắn cuộc đời Tina sẽ được thay đổi và Tina sẽ có sự bình an thật ở trong lòng. Chính vì thế Hoàng Nam cầu nguyện cho Tina rất là nhiều và cầu xin Chúa cho Tina được biết Chúa. Và cảm ơn Chúa cho đến một ngày cô mở lòng, cô tiếp nhận Chúa. Cũng phải hai lần nữa quý vị. Lần đầu tiên em nói về Chúa cho cô ấy trong nhà thờ và dẫn đến nhà thờ, cô không có chịu tiếp nhận Chúa đâu. Nhưng mà đến lần thứ hai, Chúa đụng chạm thực sự trong lòng thì Tina mở lòng tiếp nhận Chúa. Và cảm ơn Chúa giờ phút này cho hai vợ chồng được được cùng nhau đi ca ngợi Chúa là điều mà hoàn toàn trong đầu em không bao giờ nghĩ đến. Bởi vì nghĩ rằng là Tina trước đây làm ở Government Canada, là làm trong nhà nước của Canada. Và Hoàng Nam thì là một ca sĩ và cứ đi rong ruổi với những show diễn hay là đến những chương trình truyền giảng thì lâu lâu Tina đi cùng chồng và thứ bảy chủ nhật phải quay trở về liền, không có cơ hội được đi với nhau nhiều. Nhưng mà Chúa kêu gọi để rồi tháng 2 năm 2016 vừa rồi, Chúa kêu gọi tụi em để mà Tina nghỉ công việc làm tại Government để cùng với em có cơ hội được đi hầu với Chúa ở nhiều nơi hơn. Và chuyện Chúa kêu gọi này, sức riêng của chúng mình, sức riêng của chúng ta không làm được đâu quý vị. Phải có sức của Chúa chúng ta mới làm được. Và Hoàng, vợ chồng Hoàng Nam thực sự là đi bằng đức tin. Khi mà Chúa kêu gọi thì mình thấy những dấu hiệu và cầu xin Chúa thì thấy nhiều những dấu hiệu. Và nhiều dấu hiệu như vậy mà mình đợi đến lúc mà mình giống tiên tri Eli chỉ cần thấy một đám mây nhỏ thôi, không ạ? Và tin chắc có một trận mưa lớn thì mình lấy đức tin bước theo Chúa là mới có dấu hiệu thôi, chưa có gì nhưng mà tin rằng Chúa sẽ chăm sóc và ban phước cho vợ chồng để mà nghỉ công việc cũng vẫn có thể có tài chính để mà đi hầu với Chúa nhiều hơn. Thì cảm ơn Chúa, vợ chồng em đi bằng đức tin và đến giờ phút này là gần 2 năm rồi, chưa cho đầy đủ như lúc, còn hơn cả lúc Tina còn đi làm trong nhà nước nữa. Và điều quan trọng hơn hết là hai vợ chồng được cùng với nhau đi ca ngợi Chúa,
làm chứng về tình yêu Chúa. Và Chúa mở đường cho tụi em rất nhiều những chương trình truyền giảng ở khắp nơi, như sắp tới từ giờ cho đến tận tháng 4 năm sau là tụi em có những chương trình tại Montreal, tại Windsor, tại Detroit, tại Florida, tại Tampa, tại Hawaii, tại Seattle. Rất là nhiều chương trình Chúa mở ra để tụi em được đến để tôn ngợi Chúa, làm chứng về Chúa. Và điều đó tụi em cảm ơn Chúa vô cùng, thấy rõ được sự chăm sóc của Chúa trên đời sống của hai đứa. Và nào cũng khích lệ tất cả quý chị, anh chị, chúng ta cứ dâng cho Chúa những điều chúng ta đang có. Và Ngài lúc nào cũng là đấng thành tín và ban lại cho quý vị nhiều lúc còn vượt hơn ngoài sự suy tưởng của quý vị nữa. Và vợ chồng em đã được nhận lãnh những điều đó và muốn được chia sẻ cùng tất cô chú anh chị để chúng ta thêm hơn nữa trong việc hầu về Chúa và thêm hơn nữa trong tình yêu thương để mang nhiều người chưa biết Chúa về đến trong nhà Ngài. Vào năm ước ao và cũng sẽ nhớ đến hội thánh của chúng ta để cầu nguyện để những hàng ghế của chúng ta được lấp đầy trong tương lai. Chúng ta sẽ có thêm nhiều những người đến với hội thánh Chúa và chúng ta có cơ hội được cùng nhau tôn ngợi Chúa. Xin gửi lời chào đến bà mục sư, các bác, cô chú, anh chị em trong hội thánh. Hai vợ chồng rất là vui được đến thờ phượng cùng với hội thánh. Cũng như anh Nam cũng chia sẻ rằng là Tina từ tháng 2 2016 đã nghỉ công việc làm của mình để có cơ hội được đi học về Chúa nhiều hơn với anh Nam. Thì cũng như quý vị biết là phụ nữ thường là cái người mà lo về tài chính nhiều nhất, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng muốn cái điều gì ổn định nhất và stable tốt nhất cho gia đình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã thêm sức, vì nếu mà kêu Tina nghỉ ngang công việc mà đi học về Chúa thì nếu mà đi bằng sức riêng là chắc chắn là Tina không làm được đâu. Nhưng mà vì Tina thấy là Chúa, mỗi lần cầu nguyện Chúa đã cho dấu hiệu, nhiều hơn một dấu hiệu. Và Chúa cũng cho Tina có sự bình an thật và thêm sức cho hai vợ chồng. Cho nên hai vợ chồng mới đi bằng đức tin để hầu việc Chúa. Vì nếu bây giờ mà đợi mà chừng nào mà có thiệt là nhiều tiền mà rất là giàu có rồi, đầy đủ rồi mới đi hầu việc Chúa, thì cái đó là mình đặt điều kiện với Chúa. Thì cái điều đó không phải là mình đi bằng đức tin nữa. Cho nên hai em đã đi bằng đức tin và đến ngày hôm nay mọi điều hai em có. Và đời sống tụi em ngày hôm nay là điều Chúa ban phước trên đời sống tụi em rất là nhiều. Mọi điều tụi em có ngày hôm nay là do Chúa ban cho. Cho nên là hai em muốn được dùng giọng hát mình Chúa ban cho để được đi tôn vinh Chúa, đi làm chứng về những ân phước mà Chúa ban đi. Nhưng mà nhiều lúc hai em nghĩ rằng là đi đến để khích lệ hội thánh, nhưng mà ngược lại hai em được khích lệ vì hai em đã nhắc đến những ân phước mà Chúa ban cho. Rồi mỗi lần mình nhắc đến thì mình nhớ là wow, Chúa ban phước rất là nhiều, mình không thể nào kể hết được. Cảm ơn Chúa nhiều lắm đã chăm sóc cho hai em. Giờ phút này Tina xin dâng lên Chúa bài hát mang tên là Ơn Chúa qua sáng tác của nhạc sĩ Tường Khanh. Xin mời quý vị cùng hòa lòng với Tina để dâng lên Chúa bài hát này. Còn nằm trong nôi đã bao tiếng khóc khi mới chào đời, Chúa nâng niu trong lối, có Chúa trong đời để cho con người vừa nương khi khó nguy. Chúa yêu người hơn tình mẹ yêu con, cho mùa khổ đau không còn nữa, ấm no cuộc đời Chúa đưa bao người vượt qua lúc nguy hiểm. Hãy mãi mãi thờ tôn tình yêu của Chúa bằng cả tâm. Trời cao hơn đất, biển cả xa xôi bờ, tình yêu Chúa thiêng liêng. Hãy giữ mãi tình yêu của Chúa. Luôn tôn thờ, vì
chỉ duy một lần được đền đáp mà thôi. Chào đời, Chúa nâng niu trọn lối, có Chúa trong đời để cho con người vừa nương khi khó nguy. Chúa yêu người, hân tình mẹ yêu con, đồng quê lúa chiến ai đã cho mùa, khổ đau không còn nữa, ấm no cuộc đời. Chúa và luôn tôn thờ, vì trời cao hơn đất, biển cả xa xôi bờ, tình yêu Chúa thiêng liêng. Hãy mãi mãi thờ tôn tình yêu của Chúa. Đời duy một kiếp, ta chỉ duy một lần được đền đáp mà thôi. Vì đời duy một kiếp, ta chỉ duy một lần được đền đáp mà thôi. Vì đời duy một kiếp, ta chỉ duy một lần.